Quang Hải mến chào quý vị và anh chị em. Kính thưa quý vị và anh chị em, đến cuối thế kỷ thứ 15, trên đảo Creta, hình ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp đã được các tín hữu sùng kính đặc biệt và được mệnh danh là hình ảnh hay làm phép lạ. Thế rồi, một sự cố bất thường xảy ra. Người ta biết được biến cố này là nhờ tìm thấy văn khố Vatican, ba mảnh giấy rất cũ là các bản sao của một mảnh giấy ghi lại lịch sử của linh ảnh. Sau đây là nội dung của mảnh giấy đó. Vào cuối thế kỷ thứ 15, một thương gia buôn bán rượu, người đảo Creta, đã ăn trộm linh ảnh trong một tu viện và đem qua Roma. Sau khi thoát khỏi một tai nạn đắm tàu, ông đến Roma và lâm bệnh nặng. Trước lúc qua đời, ông kể lại cho một người bạn Ý nghe việc ông đã đánh cắp linh ảnh đó từ đâu và nó được tôn kính như thế nào. Với giọng yếu ớt của người hấp hối, ông khẩn khoản nài xin người bạn Ý đem linh ảnh trả lại cho một nhà thờ nào đó để được công khai tôn kính. Sau khi người lái buôn chết, người bạn lục lọi trong đống hàng hóa thì quả thật có thấy linh ảnh mẹ. Ông định tâm đem linh ảnh đến nhà thờ gần nơi ông ở. Nhưng đang lúc đó, vợ ông biết được, ngăn cản ông trả lại linh ảnh và đòi giữ lại cho bằng được. Giữ lời hứa với người quá cố và sự biện bạch của người vợ thân yêu, ông đã chiều lòng vợ, không đem trả linh ảnh. Thời gian qua đi, ông quên lời cam kết và linh ảnh vẫn được giữ lại trong phòng của vợ chồng ông suốt 9 tháng. Nhưng một hôm, Đức Mẹ hiện ra cho ông biết ông không có quyền giữ lại linh ảnh mà phải đem đến một nơi xứng đáng hơn. Ông làm ngơ, Mẹ lại hiện ra lần hai, ông vẫn ngoan cố. Mẹ lại hiện ra lần nữa cảnh cáo ông, lần này ông hoảng sợ, ăn không ngon, ngủ không yên. Ông đem chuyện kể cho vợ nghe và xin vợ thi hành ý định của mẹ. Vợ ông là người ương ngạnh. Khi nghe ông nói thì cho là điều vu vơ, mộng mị nên không đồng ý. Mẹ lại hiện ra lần thứ tư và bảo ông, ta đã hiện ra bao lần để cảnh báo con mà con không chịu nghe. Vậy con phải ra khỏi nhà này trước, rồi ta sẽ đi đến một nơi xứng đáng hơn. Ít ngày sau, con người nể vợ này ngã bệnh và qua đời. Trước cái chết đột ngột của chồng, bà vợ cứng lòng vẫn chưa lay chuyển. Bà cứ khư khư giữ lại bức ảnh. Một hôm, đứa con gái 6 tuổi của bà hớt hải chạy đến nói với bà, mẹ ơi, con vừa gặp một bà đẹp lắm. Bà ấy bảo con về nói với mẹ rằng Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp muốn được trưng bày trong một ngôi thánh đường ở thành Roma để dân chúng sùng bái và người muốn ra khỏi nhà chúng ta. Nghe con nói vậy, bà mẹ bắt đầu nao núng, phát nghi là mình đã nhúng tay vào cái chết của chồng. Bà trù trừ, rồi quyết định vâng lời Đức Mẹ. Nhưng phút cuối bà lại gặp phải một bà hàng xóm khô đạo. Bà này khi nghe chuyện liền nói với bà, hơi đau tin chuyện trẻ con. Đức Mẹ bận tâm chi bức ảnh nhân tạo này. Không tin, bà cứ đem quăng bức ảnh vào lửa, nó sẽ bốc cháy như bất cứ thanh củi nào. Nếu bà ngượng tay, bà để tôi. Rồi bà ta còn hỗn láo nhiều lời về Đức Mẹ nữa. Đến chiều tối lúc về nhà, bà khô đạo này đã lăn ngã xuống đất, trong mình đau nhức, ở cánh tay có cái ung độc mọc ra, sưng lên mỗi lúc một to. Trước cơn bệnh kỳ lạ, bà sực nhớ đến lỗi mình đã phạm. Bà khóc lóc, kêu van, xin đem ảnh mẹ đến. Trước tôn nhang mẹ, bà cầu nguyện xin ơn tha thứ. Một sự lạ bất ngờ xảy ra. Tay bà vừa đụng vào linh ảnh thì bệnh lạ kỳ kia biến tan, không để lại vết tích gì.
một câu hỏi nảy ra trong đầu hai người phụ nữ sám hối này. Mẹ muốn chúng ta đưa mẹ đi đâu? Mẹ liền hiện ra với em bé và nói: Con hãy nói với mẹ của con là ta muốn được trưng bày ở khoảng giữa nhà thờ Đức Bà Cả và nhà thờ Thánh Gioan Laterano, tức trong ngôi thánh đường kính thánh Matthew. Lần này, người đàn bà nghe theo lệnh của Đức Mẹ và đã liên lạc với các cha dòng Augustino là những người đang phụ trách nhà thờ Thánh Matthew. Bà mời các cha đến nhà kể lại sự tình và chuyển giao linh ảnh cho các ngài. Kính thưa quý vị và anh chị em, vào ngày 27 tháng 3 năm 1499, các cha dòng Thánh Augustino đã tổ chức một đám rước cực kỳ long trọng đưa linh ảnh mẹ về nhà thờ Thánh Matthew. Cũng vào ngày ấy, mẹ mở đầu sứ mệnh hàng cứu giúp của người bằng một phép lạ cả thể. Một người đàn ông bị bại tay nhiều năm đã khiêm nhường cầu xin với mẹ: Nài xin người ta cho được chạm vào ảnh mẹ. Và khi vừa chạm vào ảnh mẹ, cánh tay khô cằn kia liền được chữa lành ngay tức khắc. Ông liền đi theo đám rước, hát mừng, ngợi khen mẹ. Đây là phép lạ đầu tiên Đức Mẹ làm tại kinh thành Roma, phép lạ khai mào cho một chuỗi dài ơn thiên mà mẹ sẽ làm dưới tước hiệu Mẹ Hằng Cứu Giúp. Kính thưa quý vị và anh chị em, vào ngày 26 tháng 4 năm 1866, linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ra mắt lần thứ hai với dân thành Roma. Linh ảnh mẹ được rước qua các đường phố Roma hết sức trọng thể. Trong lúc linh ảnh mẹ đi ngang qua một con phố, bao lời kinh dâng Đức Mẹ vang lên, thì trong một căn nhà nhỏ bên đường đang có cảnh rất đau thương. Một em bé 4 tuổi đang hấp hối trước đôi mắt bất lực của bà mẹ. Bà mẹ bỗng vụt ra một sáng kiến. Bà ẵm con chạy ra cửa sổ với một lòng trông cậy mãnh liệt. Bà nói to vọng qua cửa sổ: Lạy mẹ nhân từ, xin mẹ hãy chữa cho con của con khỏi bệnh, hoặc xin cho nó về thiên đàng. Bỗng nhiên đứa bé tỉnh lại, bệnh tình thuyên giảm dần. Ngày hôm sau, hai mẹ con đến trước bàn thờ Đức Mẹ thắp một cây nến để tạ ơn. Chuyện thứ hai, trong một ngôi nhà khác, một em bé gái lên 8, chân bị tê liệt đã 4 năm, khó nhọc lắm mới cử động được. Lúc cuộc rước, linh ảnh mẹ đi qua, người mẹ đứa bé liền cầu xin Đức Mẹ chữa bệnh cho con mình. Đứa bé bị xúc động mạnh, bệnh tình khỏi đi một nửa. Hôm sau, bà giục con đến trước bàn thờ Đức Mẹ cầu nguyện rằng: Lạy mẹ Maria, xin mẹ hãy hoàn tất việc mẹ đã khởi sự. Tức khắc, dưới con mắt kinh ngạc sửng sốt của mọi người, em bé đứng dậy ngay và đi lại như thường. Đó là hai ơn lạ đầu tiên được ghi vào sổ vàng chính thức ngày Đức Mẹ ra mắt dân thành Roma, nơi thánh đường kính thánh An Phong Sô. Linh ảnh Đức Mẹ được trưng bày nơi bàn thờ chính. Kính thưa quý vị và anh chị em, vào ngày 31 tháng 3 năm 1876, với sắc lệnh được làm tại Roma, gần tòa Phaero, năm thứ 31 triều đại giáo hoàng của mình, Đức Thánh Cha Pio thứ 9 đã nâng hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và Thánh An Phong Sô lên thành Tổng hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và Thánh An Phong Sô với tất cả đặc ân của một tổng hội. Ngày ngày, dân chúng lũ lượt kéo nhau lên đồi Esquilino vào đền thờ Thánh An Phong Sô để chiêm ngắm và cầu nguyện với mẹ. Từ nay, nơi này cũng như trên khắp các lục địa, Đức Mẹ tiếp tục thi ân với tước hiệu Mẹ Hằng Cứu Giúp cho tất cả những ai đến cầu xin mẹ với lòng tín thác.